Thật sự với các anh chứ, ở nhà em thì giải mã lúc nào cũng không thể thiếu được. Luôn luôn phải có luôn cho mọi người nhá. Đấy, không mã này thì mã kia, bởi vì bây giờ hiện tại đúng thật là hết sạch mã rồi. Nên có lẻ mã nào em cứ quay tranh thủ là không có ghép cùng với cả dàn thì em sẽ quay lên luôn cho mọi người. Ở đây thì đang là một cục giải mã Onkyo của series N7 nhá các bác nhá. Onkyo N7 thì nó sẽ có N7 này, N7X, và đây là series N7TX, dòng đời cao nhất của series N7 nhá các bác nhá. Mặt xanh này. Đấy mọi người thấy không? Hình thức của cục đây. Phía đằng sau thì em đang kết nối trực tiếp với loa, cắm cổng quang vào đây. Ngoài ra thì các bác có thể nghe nhạc qua điện thoại máy tính khi mình kết nối vào đây và lấy tín hiệu ra từ đây để ra những bộ dàn khác nhà mình. Nghe đài FM AM này. Đấy. Onkyo N7TX sử dụng điện 100V, công suất của cục là 46W nha các bác nhá. Đấy. Đây phía đằng sau tổng quan của cục đây. Đấy. Sau này mà các bác muốn nghe nhạc qua điện thoại máy tính thì mình cứ cắm cổng in, còn lấy tín hiệu từ đây để kết nối ra bộ dàn. Giả sử nhà các anh đã có bộ dàn âm thanh sẵn rồi, mình sẽ không quan tâm đến cái phần kết nối loa nữa, mình sẽ lấy tín hiệu ra từ đây để kết nối xuống bộ dàn dưới. Đó. Sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Con này thì không cần mồi nha các bác nhá. Đấy. Con này thì không cần mồi, về mọi người cứ sử dụng bình thường thôi, mọi người chỉ việc cắm quang vào truyền cổng cho em là được. Đấy. Ở đây thì khi mọi người cắm quang xong thì mọi người ấn cho em cái nút input này. Mọi người chuyển cho em sang chế độ có chữ là digital. Đây digital, đây là cổng quang nhé các bác nhé. Dù đời lắm trai ngang, dẫu cho duyên bé bàng, em vẫn là cô. Dù đời lắm trai ngang, dẫu cho duyên bé bàng, em vẫn là của. Dù đời lắm trai ngang, dẫu cho duyên bé bàng, em vẫn là của. Đấy, vừa rồi thì cứ mải mê nghe nhạc, lẩm bẩm theo nhạc mà quên mất đang quay video các anh ạ. Đấy, đấy là về phần quang nhá. Con này thì em báo giá luôn này. Con này thì em sẽ để cho các bác giá là 1.650.000 đi. 1.650.000 nhá. Đấy, giá ưu đãi hết sức luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cái dòng này thì nó có một cái ưu điểm vượt bậc mà kể cả những dòng đời cao của nó cũng không có nha các bác nhá. Đó chính là điều chỉnh bát tép ở trên khiển. Đây, như các dòng khác thì các bác sẽ điều chỉnh được bát bật on hoặc là off. Đây. Đấy, tắt. Đấy, hoặc cùng lắm là sẽ điều chỉnh được là ép bát 1-2 thế thôi. Chứ còn con này thì ngoài ra thì các bác có điều chỉnh tone này. Đấy, tone nè. Đấy, thì mọi đây em lại đang ấn nhầm. Đây đợi em chút này. Thì cái con này nó có thêm một cái chức năng, đó chính là điều chỉnh bát. Đấy, bát riêng, tép riêng, mọi người hiểu không ạ? Bình thường những cái con đời cao kể cả đời 9 nhá thì nó sẽ chỉ có là ép bát 1 2 thôi, và hết tông này thì nó không có chức năng gì cả bởi vì nó không có tông ở trên này. Đấy, nhưng mà con Onkyo N7TX này thì nó có thêm nút tông, tức là nhiều bác đều hỏi là có điều chỉnh bát tép được hay không ấy. Đấy, đây thì mình ấn nút tone này. Đấy, sau đó mình tăng lên. Đấy, tăng tép, giảm tép. Đấy. Đấy thì con này chỉ duy nhất một số dòng mới có thôi, và con này thì nó sở hữu ngay cái tính năng ưu điểm vượt trội đó nhá các bác nhá. Đấy thì nó có điều thêm cái điều chỉnh bát tép riêng.
Đấy, thì dòng này nhiều dòng cao như em vừa nói rồi thì nó cũng không có cái chức năng này đâu. Cái khiển này thì nhà em sẽ không bà không kèm nhé, bởi vì khiển nếu mà các bác mua thì các bác mua bên ngoài của nó thì giá sẽ là 350 cái khiển này riêng. Còn cục này thì sẽ là 100 1 triệu 650 nghìn. Để bác nào mua cục không cũng được, còn sau này mình có điều kiện thì mình nâng cấp thêm khiển cũng ok, không sao cả nhé các bác nhé. Đấy, ở đây thì chạy cả CD cho mọi người luôn. Thật sự các anh, lần trước bán con này không bao giờ dưới đầu là 1 triệu, dưới 1 triệu 890 nghìn nha các bác nhá. 1 triệu 890 nghìn không có hàng để mà bán luôn, bởi vì đợt đấy hàng về rất là hiếm. Mà vì đây là dòng đời cao và hơn nữa loa của nó toàn là loa màng carbon, màng trắng kiểu bát sâu vào trong ấy. Mỗi lần về bộ một cái là khách hàng qua cửa hàng là lấy về luôn, chứ không có lẻ để mà quay lên bán thường xuyên đâu. Như đợt này thì loa của cái dòng đấy em nói rồi, loa rất là hiếm. Nên là thừa cục lên em mới có cơ hội để quay lên cho các bác thôi. Đấy, rất là xịn sò nhá. Và những con này thì em khẳng định mọi người là chất âm nó đưa ra cho mọi người cực kỳ hay và chi tiết. Đấy, mặt xanh này, cao cấp này. Những dòng này thì các bác biết rồi, nhà em thì N7 em hay quay cho mọi người, hoặc N7X, chứ còn N7 TX thì rất là ít nhá. Đấy, thì bác nào lấy hàng thì liên hệ luôn với em. Số điện thoại của bên em là 0966 594881. Địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dạ vâng nhá, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video bên em. Em xin chào và hẹn gặp lại.